mời quý vị và các bạn cùng đón nghe câu chuyện ác phụ của tác giả thịnh thơ thần gần nhà tôi có một cây cầu bắc ngang qua một con sông nước chảy rất mạnh nó cũng chỉ là một cây cầu bình thường nhưng điều đáng nói là cây cầu này tính ra cũng có khoảng 5 người có cả nam và nữ tìm đến đây tự tử rồi nhưng lạ một điều những người tự tử đều đang có một cuộc sống rất trọn vẹn và hạnh phúc cả về vật chất lẫn tinh thần nên không hiểu lý do tại sao họ lại tìm tới cái chết chỉ riêng có cái chết đầu tiên của một cô gái trẻ đang mang thai là tức tuổi nhất tôi nghe kể là lúc đó cô gái này lỡ mang thai với một tên sở khanh nên oán hận mà tự vẫn nhưng mãi vẫn không tìm thấy xác người nhà cô gái kia mời thầy ra tận cây cầu để gọi hồn tìm xác thì thầy nói cô gái này hà bá không cho lên vậy là cái xác không bao giờ được tìm thấy cứ như vậy thì như thông lệ một năm lại có thêm một người tự tử ở trên cây cầu này năm đó là vừa tròn một năm sau cái chết của cô giáo mầm non có chồng làm giáo viên tiểu học và cô có cả hai đứa con nhỏ xinh xắn nhưng cái chết quá bất ngờ khiến người dân nơi đây cảm thấy bất an nên họ tự bỏ tiền ra lập bàn thờ rồi cúng kiếng đầy đủ mong được bình an bên chính quyền cũng bố trí dân phòng ra canh gác trên cầu để tránh thêm những sự việc đau lòng năm đó anh họ tôi vừa mới đi nghĩa vụ về thì được giới thiệu là bên xã và chính anh họ tôi cũng là một trong số những người tham gia canh gác đêm hôm đó cũng như thường lệ anh tôi cùng vài người nữa lên chỗ gác thì bất chợt thấy trên cầu có dáng người đang bước đi soi đèn pin thì thấy đó là một cô gái với dáng vẻ chẳng giống như đi dạo chút nào cô cứ vừa đi vừa lắc lư như con rối vậy thấy có điều bất ổn nên anh tôi cùng mọi người mới vội vàng chạy lên đó nhưng hình như phát hiện ra nên cô gái này mới bước nhanh hơn và đến đúng cái nơi mà những người trước đã từng nhảy xuống thì cô gái mới vội leo lên thành cầu nhưng may mắn làm sao anh tôi là người túm lại được và kéo ngược lại khiến cả hai chúi nhùi ra phía sau nhưng chưa kịp đứng lên thì cô gái này lại hét lên và lao tới tiếp tục có ý định nhảy xuống phải mấy người nữa thì mới giữ được cô gái này mọi người nhấc bổng cô ta lên để ôm xuống dưới nhưng cô ta giãy giụa liên tục và mồm gào lên thả tao ra tao sẽ giết hết tụi mày mặc kệ cô ta gào thét mọi người vội vàng ôm cô ta xuống dưới trạm lúc này rất đông người đã kéo đến để chứng kiến sự việc nhưng không một ai dám tiến đến gần vì nhìn vẻ mặt giận dữ đáng sợ khiến ai cũng rùng mình đèn pin soi vào mặt thì cô ta rú lên cô ta cứ liên tiếp chửi bới mọi người và nhất là anh mình cô ta nhìn chằm chằm anh tôi và giận dữ nghiến răng mày tên là thằng thắng đúng không con của ông kha bà nga ở đầu dốc Tao sẽ giết hết cả nhà mày Nói xong cô ta cười lên ghê rợn Anh tôi thì lúc này mặt mày tái mét Không dám làm gì nữa Rồi anh lùi ra phía sau tay ù lên Sau một lúc thì người cô ta mềm ra và sụi lơ Không ai biết nhà cô gái này ở đâu Nên mọi người đem cô gái về trạm xá Để sáng mai tỉnh dậy sẽ tính tiếp riêng phần anh tôi khi nghe những lời nói đó thì hoang mang tột độ vì đây là lần đầu tiên anh gặp cô gái ấy mà cô ta lại không phải là người trong xóm sao lại biết rõ về anh tôi như vậy vì cảm thấy quá mệt mỏi nên anh tôi xin phép về nhà trở về nhà anh tôi mới rửa mặt và tự chấn an bản thân rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi Sáng hôm sau vừa mới mở mắt dậy Anh tôi chạy vội đến ủy ban Thì giật mình khi biết tin cô gái đó đã trốn khỏi trạm xá Và không từ bỏ ý định tự tử Xác của cô ta được đưa về khám nghiệm với vẻ mặt hốt hoảng tột độ Sau cái chết đó thì anh tôi bị ám ảnh Anh tôi luôn nói rằng Có một đứa bé theo anh Và cứ luôn mồm gọi anh là bố Khiến anh không ngủ cũng không ăn uống được gì người càng ngày càng hốc hác xanh xao cho đến đỉnh điểm là tối hôm đó khi cả nhà đang ngồi ăn cơm thì anh tôi từ trong phòng lùi thủi bước ra và nói rằng muốn lấy vợ anh còn nói là muốn qua bên đó ở luôn cùng với vợ con anh ai cũng ngạc nhiên vì quá đột ngột nghĩ rằng anh tôi đã làm hại đời con gái nhà nào đó nên sợ mang tiếng xấu cả nhà vội vàng cho hỏi địa chỉ nhà cô gái đó nhưng anh tôi cứ lắc đầu nói rằng không biết gì cả chỉ biết đường đi mà thôi không đợi đến sáng ngay tối hôm đó cả nhà theo chân anh tôi đi đến nhà cô gái đó nói chuyện cũng không quá là xa chỉ cách một thôn mà thôi dừng chân trước một căn nhà nhỏ cây cối um tùm và ánh đèn le lói ba mẹ anh từ bên ngoài gọi vọng vào thì đèn sân được bật lên một người đàn ông bước ra ngạc nhiên nhìn mọi người và mời vào trong nhà căn nhà nhỏ không có gì ngoài trước bàn thờ có một tấm di ảnh bị phủ khăn lên sau màn chào hỏi thì mọi người bắt đầu ngồi xuống bàn người đàn ông mới lên tiếng thế có chuyện gì mà cả gia đình mình đến đây vào đêm khuya thế này mẹ của anh họ tôi mới khẽ lên tiếng xin lỗi vì đã làm phiền ông ông có thể kêu con gái ông ra để bàn chuyện cưới xin cho hai đứa chúng nó lỡ dại rồi thì cũng không nên làm khổ chúng nó nghe tới đây thì người đàn ông run lên cùng với đó là một loạt tiếng ho và tiếng dép lọt xoạt từ trong buồng vọng ra một người phụ nữ ốm yếu bước ra nhìn mọi người rồi thều thào như dùng hết sức lực để nói ba nói gì con gái tôi còn sống sao nó ở đâu Mọi người sừng sốt đứng bật dậy Còn sống là sao Không thể nói thêm lời nào nữa Người đàn ông mếu máu cắt ngang Con gái tôi tự tử mấy năm về trước Đến giờ vẫn còn chưa tìm thấy xác Ngay cả bàn thờ cũng không dám để lộ ảnh Sao có thể có chuyện đó Hay là nó chưa chết Mọi người nhìn nhau rồi quay sang nhìn anh mình gặng hỏi Vậy là sao hả con mày có lộn nhà không anh tôi như người mất hồn hỏi gì cũng lắc đầu nói không biết chỉ biết rằng đây đúng là nhà cô gái mà anh muốn lấy làm vợ và nhất quyết không chịu về nghi ngờ rằng anh tôi đã bị vong nữ theo nên mọi người kéo bằng được anh tôi về anh tôi cứ khóc lóc kêu gào rằng không đi đâu hết vì vợ với con anh ở đây cả nhà bất lực đành để anh ở lại một đêm nhưng không thể để mất đứa con như vậy nên sáng hôm sau ba mẹ anh tôi đã mời thầy về tận nhà cô gái vừa bước tới đầu cổng ông thầy đã chật lưỡi nói rằng xung quanh ám khí quá nặng một mình ông không đủ sức nên yêu cầu mọi người tới tận xã bên để mời thêm một vị cao tay ấn hơn trong lúc chờ đợi ông thầy bên ngoài bấm què nói rằng cô gái này chết oan trong lúc đang mang thai nên nghiệp chướng quá lớn cô này còn chết mang theo sự oán hận và uất ức không thể siêu thoát cô đã biến hình quỷ dữ và vì muốn siêu thoát cho đứa con nên bao năm qua vẫn chờ người hợp vong để kéo xuống cô ta phải bắt cho đủ năm nữ và hai nam thì mới siêu thoát cho đứa con được giờ đã gần đủ chỉ còn thiếu mỗi nam là anh tôi mà thôi nghe vậy thím tôi rú lên khóc lóc cầu xin ông thầy giúp đỡ vì chỉ có một đứa con trai duy nhất khi mặt trời vừa lên cũng là lúc vị cao nhân kia tới và bước xuống xe mang theo một cái túi đen vội vàng bước đến sau màn chào hỏi thông lệ thì hai ông thầy bắt tay ngay vào việc mọi người vào bên trong kéo anh tôi ra nhưng anh tôi nhất quyết không chịu ra đến khi phải nhờ thêm hàng xóm thì mới lôi anh ta ra ngoài được hỏi tại sao thì anh tôi cứ luôn miệng nói là không biết đừng chia rẽ vợ con của anh rồi anh khóc lóc thảm thiết khiếm thím tôi cũng khóc theo và ông thầy tiến đến cầm theo một bát rượu. Ông thầy đưa hai ngón tay lên ngoay ngoài rồi lầm bầm trong miệng xong ngậm lấy rượu phun thẳng vào mặt anh tôi. Cứ phun liên tục như vậy cho tới khi anh tôi lấy tay xoa lên mặt và hét lên cay mắt quá. Lúc này anh tôi dụi dụi mắt rồi ngơ ngác ngước mắt lên nhìn mọi người ngạc nhiên như không biết chuyện gì xảy ra rồi ông thầy ra dấu cho mọi người dìu anh tôi dậy đưa về nhà thì bất ngờ gió ở đâu nổi lên lạnh ngắt khiến từ bên trong nhà chiếc khăn phủ tấm di ảnh bị hất tung ra rớt xuống đất để lộ ra khuôn mặt cô gái đẹp nhưng lộ rõ vẻ giận dữ biết rằng cô gái đang giận nên hai ông thầy hối thúc mọi người đưa anh tôi về nhà ngay lập tức trước ánh mắt dõi theo trong tấm hình hai ông thầy cùng bước vào nhà nhưng vừa đến trước cửa thì người đàn ông là bố của cô gái cầm dao chặn lại quát cút ngay để con gái tôi yên các người có được đứa con rồi thì cút hết đi biết không thể làm gì hơn nên mọi người lùi hết ra ngoài tấm hình tự nhiên bị lật úp lại cùng với tiếng đóng sầm cửa khiến ai cũng giật mình vậy là đã kéo được anh tôi trở về nhưng mọi chuyện thì vẫn chưa dừng lại ở đó Trở về nhà trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người Gương mặt thất thần của anh tôi càng làm cho mọi người thêm lo lắng Theo lời hai ông thầy nói thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc Phải có người luôn ở bên cạnh trong chừng anh tôi Ông còn lấy trong túi ra ba cuộn chỉ ba màu khác nhau Và bệnh lại thành một sợi dây rồi nhúng vào chén rượu Miệng lệ lầm bầm Xong ông ấy đeo vào cổ cho anh tôi Và nói rằng luôn phải đeo Chứ không được tháo ra dù bất cứ trường hợp nào Mấy ngày hôm sau đó Mọi thứ có vẻ tiến triển hơn Anh tôi đã ăn được ngủ được Nên mặt mày hồng hào tươi tỉnh hơn Nghĩ rằng con quỷ kia đã buông tha Nên mọi người an tâm phần nào Và không theo sát anh tôi như trước nữa bữa giờ ở nhà mãi anh tôi cảm thấy chán nên tối nay xin phép tiếp tục đi trực cùng với mấy anh em dân phòng không biết xui khiến thế nào mà tối hôm đó sau khi tắm xong anh tôi tháo sợi dây ba màu ra mà quên đeo lại cả nhà cũng không để ý thấy điều đó vì đồng phục dân phòng che hết cả phần cổ sau khi ăn cơm xong anh tôi lấy đèn pin đi thẳng ra ngoài ủy ban xã mọi người đều mừng rỡ vì anh tôi rất vui tính thường hay làm mọi người cười nên đi trực chung thì vui lắm cả bọn thất thầy bốn người đi vòng quanh các nẻo đường để cảnh giới thì anh tôi bất chợt nghe thấy tiếng con nít khóc thét lên anh tôi lắng tai nghe rồi quay sang hỏi bọn mày có nghe thấy gì không con nít ở đâu nó khóc ghê quá cả bọn cũng lắng tai nghe rồi trả lời tao có nghe thấy gì đâu Mày nghe lộn tiếng mèo rồi Anh tôi cứ ngờ ngờ Nhưng chắc mọi người nói đúng Vì giờ này làm gì có con nít ngoài đường Hôm nay mọi người lại thức trực ngoài cây cầu Nhưng dường như anh tôi đã quên đi mọi chuyện Nên chẳng bận tâm Đến chẳng gác mọi người đem bài ra đánh Chiếc đèn pin sạc bằng điện được đặt ngay giữa bàn cũng sáng Đủ để quan sát mọi thứ xung quanh đang mải mê đánh bài thì một người trong số đó bỗng ôm bụng chạy ra ngoài tìm chỗ giải quyết. Nhưng đã gần nửa tiếng trôi qua mà không thấy quay lại. Cảm giác có gì đó bất an nên anh tôi cầm theo chiếc đèn ra ngoài cất tiếng gọi nhưng không thấy ai trả lời cả. Lo lắng không biết người này đi đâu, thế là cả bọn chia nhau ra đi kiếm. Vài phút sau một người la lên báo rằng có người đang đứng trên cầu chạy vội lên cầu mọi người hớt hải túm lấy tay người đó nhưng sao bàn tay lạnh ngắt như đá đưa chiếc đèn lại gần thì người đó lấy tay che mặt lại rồi hét lên tắt đèn đi ngơ ngác không biết tại sao nhưng anh tôi vội tắt đèn ánh trăng mờ mờ soi xuống khuôn mặt người này trắng nhách và nở một nụ cười ma quái dìu người này vào trong trạm gác thì vô vàn những câu hỏi dồn dập được mọi người thi nhau hỏi mày đi đâu nãy giờ lên đó làm chi này trúng gió hay sao mà người mày lạnh vậy đáp lại những câu hỏi đó là một sự im lặng đáng sợ một cái nhách môi ma quái kèm theo đó là một giọng nói khác hẳn thôi khuya rồi đi ngủ đi đừng có mở đèn nói xong người đó nằm xuống nghiêng một bên co hai chân lên và quay mặt vào phía trong trông như đàn bà con gái lúc ngủ vậy Mọi người ngơ ngác nhìn nhau Nhưng tìm được là may rồi Anh tôi cùng hai người kia cũng nằm xuống Tối hôm đó anh tôi không tài nào ngủ được Nằm gác tay lên chán trằn trọc mãi Nằm cạnh người đó anh tôi cảm giác lạnh lẽo vô cùng Chắc là cũng đã quá khuya Cố nhắm mắt lại thì cái cảm giác có ai đó đang nhìn Và một làn khí lạnh phà vào mặt khiến anh tôi hồi hộp mở mắt ra Mở mắt ra anh tôi bỗng hét lên một tiếng và giật nảy mình khi một khuôn mặt trắng nhách phình ra với hai con mắt như muốn lòi ra ngoài đang chừng ra nhìn chằm chằm sát mặt anh tôi. Càng kinh hãi hơn khi phát hiện tư thế ngủ của người kia vẫn như cũ, chỉ có cái đầu là xoay thôi. Anh tôi lấy chân đạp đạp rồi lùi lại phía sau trườn lên cả hai người kia té lộn nhào xuống đất. Nghe tiếng hét, hai người bạn của anh tôi cũng giật mình tỉnh dậy, vội với lấy cái đèn pin và cây dùi cui lên thủ thế. Khi ánh sáng được bật lên, thấy anh tôi nằm lăn dưới đất, mặt mũi xanh lè thì hai người bạn kia mới hỏi anh tôi bị gì. Anh tôi tay run run chỉ về phía người nằm trên giường miệng ú ớ không ra lời. Chưa biết chuyện gì xảy ra, nên hai người bạn mới trồm tới, đưa chiếc đèn lại gần soi vào mặt tự nhiên toàn thân người đó du lên bần bật rồi chân tay co quắp lại ra phía sau bấu năm ngón tay cào cào vào tấm phản như đang đau đớn lắm mọi người đứng chết lặng chỉ biết nhìn chứ không dám vào làm gì chỉ được vài phút sau người đó sủi lơ chiếu thẳng chiếc đèn vào mặt mồ hôi người đó chảy ra nhuễ nhoãi lúc này anh tôi mới lấy lại bình tĩnh lò mò bò dậy lấy khúc sùi khui khều khều như một xác chết người đó nằm im không nhúc nhích thấy vậy anh tôi mới chạy tới lấy tay vỗ vỗ vào má mấy cái chắc phải đau lắm vì giật mình tỉnh dậy người đó đưa tay lên mặt xoa xoa như bừng tỉnh sau một cơn ác mộng những người chứng kiến một phen kinh vía cứ ngồi thừ ra không nói gì chỉ mong cho trời mau sáng chứ không thể nào ngủ được lúc đó trời đã quá khuya nhưng thức đêm mới biết thời gian trôi chậm kinh khủng Trời càng khuya thì càng lạnh, trời không có gió, chỉ có tiếng côn trùng mà thôi. Đang mơ màng thì nhìn ra ngoài, một người bạn mới khẽ nói với anh mình. "Lúc nãy tao thấy có đứa con nít đứng bên ngoài, mày có mang theo bùa không?" Sực nhớ tới sợi dây anh tôi đưa lên cổ nhưng không có. Mặt người kia xanh lè, tay run run kêu cả lũ bạn dậy, vội ngồi quanh chiếc đèn cho đỡ sợ. Một người đề nghị lấy bài ra đánh tiếp Nhưng không ai còn tâm trí nữa Cứ thế tám mắt nhìn nhau đợi trời sáng Bỗng trong lúc trời không có gió Thì tự nhiên anh tôi cảm giác thấy Có cái gì đó bất thường Một cái tà ống quần của anh tôi tự nhiên cứ phe phẩy qua lại Rồi giật giật như có ai nếu vậy Ai cũng tròn mắt nhìn xuống toát mồ hôi Anh tôi vội co chân lên ngồi trồm hổm lên chiếc ghế, lấy hai tay ôm lấy chân thì bất ngờ mấy chiếc dùi cui dựng trong góc đồng loạt bị ngã nhào hết xuống kêu lộ cột. Gió bắt đầu nổi lên kèm theo đó là một loạt tiếng khóc thất thanh, lần này ai cũng nghe thấy cả. Mọi người ngồi sát lại với nhau hớt hài. Ai nấy đều run lên cầm cập. Một người vì quá hoảng loạn nên vụt dậy cầm theo chiếc đèn pin lao ra ngoài. Cả bọn ú ớ kêu lên vài tiếng rồi cũng lao ra chạy một mạch về đến ủy ban trước ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người. Cả bọn mắt nhắm mắt mờ chạy một mạch về tới ủy ban, thở không ra hơi. Ai cũng hoảng loạn không nói được lời nào. Mọi thứ mơ hồ quá, nhưng cũng đủ làm mọi người được một phen bạt vía. Những thứ vừa diễn ra khiến cho ai có thể ngủ được và chỉ mong trời mau sáng để trở về nhà mà thôi. Nhưng khổ nỗi anh tôi lại không thể thắng nổi cơn buồn ngủ Nên làm một giấc say sưa Sáng sớm hôm sau khi mặt trời vừa ló ra là ai cũng uể oải trở về nhà trong cơn mệt mỏi. Còn anh tôi thì giật mình tỉnh giấc cũng đã quá trưa. Thấy anh ngủ ngon nên không ai đánh thức anh dậy cả. Anh lật đật dậy chạy u về nhà anh cũng không dám kể chuyện tối qua với ai cả, chỉ lặng lặng vội vào phòng tắm tìm sợi dây đeo lại vào cổ để ba mẹ không thấy lại của trách và lo lắng. Nhưng sau tìm mãi không thấy, hay là mẹ anh không biết lại gom chung với mớ đồ bẩn để đem ra sông giặt. Nghĩ như vậy nên anh tôi chạy ù một mạch ra bờ sông thì đúng là mẹ anh mới giặt đồ thật, chắc cũng mới chỉ phơi chưa bao lâu vì còn ướt anh tôi liền đi dọc quanh chỗ giặt đồ, nơi có một tấm gỗ được đặt thò ra một xíu để tiện cho việc ngồi. Lúc này mặt trời đã lên cao nhất, ánh nắng chói trang chiếu thẳng xuống mặt nước khiến anh tôi bị chói phải nheo mắt lại. Rồi anh phát hiện có một thứ gì đó dài dài bị vướng vào một nhành cây nhưng khuất tầm nhìn. Anh tôi mới chạy vào trong nhà để lấy một đoạn tre ngắn ra để khều, thì khổ nỗi lại thiếu mất một đoạn nên không chớm tới được. Nghĩ rằng con sông này gần bờ cũng không sâu lắm Nên anh tôi sắn quần lên và bước dần xuống dưới nước Khi nước đã ngập gần tới chỗ ống quần được sắn lên Thì bất chợt anh tôi dẫm phải một thứ gì đó mềm mềm Trơn như mỡ cá Rồi trượt chân té lộn nhào ra trước Anh tôi bị đẩy ra khá xa bờ Đến nỗi hụt chân phải chơi với Nhưng khi bình tĩnh lại và cũng biết bơi Nên thôi đã lỡ ướt rồi Thì bơi ra xem có phải là sợi dây hay không nhưng vừa mới nhích thêm được một đoạn thì anh tôi hoảng hốt khi một chân của anh lạnh toát và có thứ gì đó đầy đủ tứ chi đang bám chặt lấy chân anh tôi. Thứ đó bấu chặt làm chân anh nặng trịch. Anh cố gắng ngoi lên thì lại chìm xuống chơi với. Mỗi lần hụp xuống là anh tôi lại uống một bụng nước. Rồi anh cố gắng dùng chân còn lại đạp vào thứ bám vào chân anh. Nhưng càng dãy thì cái thứ đó càng bấu chặt hơn nữa. Được một lúc thì anh bắt đầu đuối và không thể dãy rủa được. Vì uống nước nhiều và ngột thở, nên anh tôi bắt đầu mất dần suy nghĩ, chỉ giơ hai tay lên và bắt đầu chìm xuống. Thì may sao lúc đó từ phía xa, một người chăn bò nhìn thấy như vậy thì vội chạy tới. Sẵn có đoạn tre lúc nãy, ông ấy lội hẳn xuống dưới nước, nhưng tới tận lưng quần, giơ đoạn tre ra và hét lên, bảo anh tôi bám vào. Nhưng mà anh tôi làm gì nghe thấy nữa, nhưng khi đó theo phản xả lúc thập tử nhất sinh Đoạn tre vừa tới ngang tay thì anh tôi đột nhiên bấu chặt lấy Và cứ thế được ông ấy kéo lên bờ Nhưng trong tình trạng không còn thở nữa Thấy tiếng la hét ba mẹ anh từ trong nhà chạy ra Nhưng chắc hẳn là người có nhiều kinh nghiệm Nên người đàn ông mới hét lên cấm ba mẹ anh lại gần Nghe tiếng hét quá kinh khủng nên ba mẹ anh giật mình đứng lại Tiếp theo ông ấy gào lên ở đây có ai không phải là người nhà cậu này thì tới đây Nghe vậy một người hàng xóm từ bên nhà nhảy qua hàng rào Rồi chạy vội đến phụ ông ấy bưng anh tôi lên chỗ con bò Và đặt anh tôi nằm sấp lên lưng nó Lập tức thúc bò chạy Nhưng được khoảng một đoạn khá xa thì anh tôi ọc ra bao nhiêu là nước Nghe thấy tiếng ho sặc sụa thì ông ấy mới kéo bò dừng lại Và bà mẹ anh chạy theo sau cũng tới Mẹ anh kêu gào thảm thiết Nhưng thấy anh ho sực sụa thì mừng rơi nước mắt Người đàn ông chăn bò thì vừa cười vừa thở hồn hển Ông ấy cũng quá cái tuổi phải chạy thục mạng theo một con bò rồi Nếu không nhanh vì phải cứu người Thì chưa chắc ông ấy biết mình có thể chạy nhanh được như vậy Trở về nhà trong sự vui mừng khôn xiết Chắc vì quá đuối nên anh ấy nằm sụi lơ cả buổi chiều hôm đó phát hiện trên cổ anh không còn sợi dây nữa nên mẹ anh lo lắng lại rước thầy về xem quả thật đúng như những gì ông thầy nói con quỷ kia nhất định không buông tha cho anh tôi nó chỉ lợi dụng cơ hội là kéo xuống thế mạng vậy là phải làm cho ra lẽ nên ông thầy yêu cầu gia đình anh chuẩn bị đồ cúng tế để lập đàn cầu siêu xem thử con quỷ kia cần gì muốn gì để có thể đáp ứng cho nó đổi lấy mạng anh tôi hay không mọi thứ được chuẩn bị ngay sau đó chỉ chờ đến giờ là mọi người sẽ làm lễ liệu mọi thứ có lược làm sáng tỏ hay không ai cũng lo lắng không yên khi trời vừa chạng vạng tối thì mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy một chiếc bàn với đầy đủ những thứ mà ông thầy dặn đó là một hình người được cắt bằng giấy một sấp tiền vàng bạc và một chiếc mâm lớn có gà luộc với heo quay lúc này trời bắt đầu lạnh và tối hơn khi đúng giờ linh tức là vào 6 giờ tối, và theo lời ông thầy nói, đây là thời điểm ma quỷ sẽ hiện nguyên hình, mọi người đều hồi hộp lo lắng chờ đợi. Ông thầy lấy ra ba sợi dây nhỏ màu đỏ, một đầu cột vào đồng tiền xu có khoanh tròn ở giữa, một đầu cột vào hình người bằng giấy có ghi đầy đủ họ tên ngày tháng năm sinh của anh tôi lên đó. Những thứ giấy, tiền vàng bạc và đồ ăn cũng được cột tương tự như vậy. Rồi ông thầy hất tay thầy ba đồng xu xuống dưới con sông và chờ đợi. Không ai biết ông ấy chờ đợi điều gì, cho đến khi từ bên ngoài con sông, những tiếng quẩy nước va lên ầm ầm như có vật gì đó từ trên cao rơi xuống. Tất cả mọi người đều căng mắt nhìn ra phía đó để cố gắng tìm kiếm thứ phát ra âm thanh vừa rồi trong thứ ánh sáng mờ mờ chuyển giao giữa ngày và đêm thì giữa con sông lù lù xuất hiện một vật màu đen từ từ trôi vào như khúc gỗ càng tiến lại gần thì thứ đó càng to lớn hơn cho đến khi sát vào bờ thì thứ đó vẩy mạnh một cái nước văng lên tung tóe tạo ra một tiếng động rất lớn thì mới biết đó là một con cá nhưng đó là con cá to nhất từ trước đến giờ mọi người từng thấy trên con sông này con cá cứ thế vẩy nước thêm vài cái như đang giận dữ lắm Rồi lặn hẳn xuống nước Ngay lập tức ông thầy ở trên bờ mới liên tục làm những động tác lạ lùng Ông ấy lầm bầm trong miệng Và lấy ra những thứ bánh đỏ và vàng kèm theo kẹo tung dưới sông Bỗng nhiên ù một cái rất lớn Sợi dây quấn vào hình nộm người bị giật căng ra Rồi kéo rất mạnh mất hút trong dòng nước đen ngòm Mọi thứ trở nên yên lặng, ông thầy quay sang nhìn cả nhà anh tôi với đôi mắt buồn buồn và có gì đó lo lắng. Theo chân ông ấy vào trong nhà, mọi người đều hồi hộp chờ đợi những gì ông ấy nói. Uống một ngụm trà, ông ấy thở dài rồi nói: "Nó không cần vàng bạc hay thức ăn, mà chỉ muốn lấy mạng cậu nhà thôi." Mẹ anh tôi chỉ đợi có thế, nghe vậy là bắt đầu mếu máo cầu xin ông ấy giúp đỡ. Nhưng ông ấy cứ lắc đầu bảo rằng không đủ sức để giúp anh tôi thoát khỏi kiếp nạn này Nhưng không hẳn là đã hết hy vọng Vì còn một cách nữa có thể trấn áp quỷ dữ Nhưng buộc phải đánh đổi bằng một thứ Nói tới đây ông ấy bắt đầu im lặng Gia đình anh vội vàng khẩn khoản cầu xin ông ấy nói ra Dù đó là điều gì đi chăng nữa Ông ấy quay sang nhìn anh tôi đăm chiêu và nói anh tôi nên vào trong nghỉ ngơi cho lại sức, vì giờ anh tôi nhìn sắc mặt xanh xao không còn sức sống nữa. Sau khi nghe lời ông thầy, anh tôi đã vào bên trong phòng và đặt lưng xuống, anh tôi ngủ say như chết. Lúc này bên ngoài ông ấy mới tiếp câu chuyện còn sang giờ khi nãy. Cuộc nói chuyện càng thêm nặng nề khi ông ấy lấy trong túi ra một bị thuốc dê và lấy giấy vo lại rồi rít một hơi dài. Rồi ông ấy bắt đầu câu chuyện một khi quỷ dữ nó muốn hại người thì khó lòng mà thoát được muốn cứu một mạng người thì phải đổi lấy một mạng người mọi người nghe thấy thế đều tái mặt không ai dám hỏi điều gì chỉ ngồi im lặng và lắng nghe ông ấy lại rít thêm một hơi thuốc nữa rồi run run nói tiếp đáng lẽ cách này không nên sử dụng nhưng nếu muốn giữ mạng cho cậu nhà thì có một thứ buồn ngài khiến quỷ không thể thấy người nó muốn hại nữa nhưng đứa con đầu lòng của cậu nhà sẽ là vật thế mạng sau câu nói ấy của ông thấy mẹ anh tôi như muốn ngất lịm đi chân tay sụi lơ rồi ngã nhào xuống đất khiến mọi người hớt hài chạy tới xoa dầu cạo gió không khí u ám tràn ngập cả căn nhà quả thật đó là một cách thế mạng quá tàn nhẫn mà không ai dám nghĩ đó là thật biết rằng cách này không thể thực hiện nên ông thầy thở dài rồi đứng dậy xin phép đi về lúc này bố của anh cũng vội vàng đứng dậy tiễn ông ra cổng trong lúc tiễn đưa thì bố anh mới run run hơi thở run dập hỏi rằng liệu cách đó có thật sự hiệu quả hay không và liệu mọi chuyện có thực sự kết thúc sau khi đứa cháu đích tôn thế mạng không lúc này ông thầy hơi bất ngờ quay sang nhìn bố anh một hồi rồi nói tất nhiên chỉ có điều cách này thực sự tàn nhẫn nên tôi chưa bao giờ làm mà chỉ còn cách này mà thôi. Không nói thêm lời nào nữa, ông thầy quay lưng đi thẳng ra ngoài để lại một mình bố anh đứng chết lặng. Không ngờ tai họa lại giáng xuống gia đình anh. Bố anh lặng lặng đi vào nhà như người mất hồn. Ông đứng trước bàn thờ tiên tổ đốt nén nhang rồi rưng rưng như muốn khóc. Mọi người trong nhà cũng thừ người ra không biết nên làm sao. Mẹ anh thì nằm trong phòng méo máu, không khí gia đình như có đám tang vậy. Não nề vô cùng. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật phần tiếp theo của câu chuyện ác phụ của tác giả Thịnh Thơ. Cả đêm hôm đó, bố anh trần trọc suy nghĩ mãi về những điều ông thầy cúng nói, đến nỗi sáng hôm sau mặt ông bơ phờ ông rời nhà từ rất sớm và đến gặp ông thầy có vẻ không mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột đó nên ông thầy mời bố anh vào nhà bố anh hỏi ngay rằng có thể đưa anh đến một nơi nào đó thật xa khỏi nơi này để tránh tai họa hay không ông thầy nói ngay rằng điều đó là không thể vì một phần linh hồn của anh đã bị chiếm giữ dù có đi đâu cũng vậy mà thôi bố anh ở lại nhà ông thầy cả buổi thì mới thấy trở về với vẻ thất thần sau sự việc mới vừa xảy ra mỗi người một suy nghĩ trong đầu nhưng chẳng ai biết họ nghĩ gì chỉ có bố anh hình như đã đưa ra cái quyết định tàn nhẫn nhất ông đến bên cạnh vợ ngồi xuống mắt nhìn đăm đăm về một hướng vô định như hiểu được ý chồng vợ ông mới khẽ ngồi dậy nói thôi thì đánh đổi đứa cháu lấy đứa con vậy còn con thì còn đứa cháu khác chứ mất con rồi thì cũng không còn đứa cháu nào nói xong mẹ anh lại khóc cứ như vậy mọi thứ diễn ra sau đó khiến gia đình anh không còn tiếng cười nào được cất lên nữa vậy là mọi thứ đã được quyết định anh mình không hề biết chuyện này vì cả nhà đều giấu kín không nói ra ông thầy nói rằng muốn luyện thứ bùa này cần phải một tháng mới xong và trong thời gian đó phải luôn theo sát anh tôi không để anh tôi lại gần khúc sông còn mọi chuyện thì cứ để ông ấy lo mỗi ngày trôi qua là anh tôi càng thêm suy sụp cứ lơ ngơ cả ngày như người mất hồn hỏi thì có lúc trả lời có lúc như không nghe thấy đến mức không biết đó có phải là anh không nữa và thời gian cứ thế trôi qua cuối cùng cũng đến cái ngày định mệnh ấy khi mọi thứ đã hoàn thành thì nghi thức thế mạng được thực hiện ngay một đàn cầu siêu được lập lên giống như những đoạn phim ma trung quốc với đầy đủ nhang đèn hai hình nhân một lớn một bé được đặt nằm song song với nhau trên bàn mọi người đứng lùi về phía sau chỉ riêng anh tôi là được dìu ra phía trước cạnh ông thầy ông ấy đem ra một chiếc túi vải và mở ra bên trong là một chiếc hũ sành đã cũ làm động tác bấm tay rồi miệng ông lầm bầm có lẽ đã đến giờ ông ấy mở chiếc nắp hũ sành ra thì một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc như mùi xác chết khiến ai đứng gần đó cũng không chịu nổi. Cái mùi hôi tanh đó không thể nào diễn tả được. Không ai biết bên trong chưa thứ gì mà lại kinh khủng đến vậy, cho đến khi ông thầy khều ra thì mọi người mới táo hỏa khi thấy đó là một bào thai đã có đủ tứ chi trong tư thế nằm co ro trắng bệch. Không thể tin vào mắt mình nữa, mẹ anh mới chạy đến gào lên vì không nghĩ rằng ông ta lại tàn nhẫn đến như vậy ra hiệu cho bố anh giữ vợ lại mặc dù ông cũng rất đau lòng nhưng đã đến nước này rồi thì không thể dừng lại được nữa Ông vợ vào lòng ông ta cắn răng chịu đựng khi mọi thứ đã ổn thì ông thầy tiếp tục lấy hai hình nhân trên bàn vẽ lên những chữ nguệch ngoạc một cái ông thầy lấy dao rạch một đường trên bào thai rồi nhét vào bên trong còn một cái thì ông đốt lên và lấy cho bỏ lại vào trong chiếc hũ sành Lúc này trời tự nhiên nổi gió lên bất thường, khiến ông thầy càng gấp gáp hơn nữa. Vì theo lời ông thầy nói, việc làm này là vi phạm vào luật sinh tử của trời đất nên phải làm thật nhanh, nếu qua giờ sẽ nhận lấy hậu quả khó lường trước được. Cầm bào thai trên tay, ông thầy cứ lầm bầm liên hồi, cho tới khi phía giữa khúc sông, những âm thanh ầm ầm quẫy nước lại vang lên dữ dội như hôm bữa, thì ông thầy mới lấy nước bên trong hũ sành đổ xuống dưới. Dường như có một sức hút nào đó khiến cá dưới sông bơi lại nhiều chưa từng thấy. Lũ cá tranh nhau để đớp lấy thứ nước sền sệt đó, và từ giữa sông tiếng quẫy nước lại vang lên dữ dội hơn, khiến nước văng tung tóe tạo thành những gợt sóng đập vào bờ. Đàn cá mới đó đông vậy mà tự nhiên lặn mất tâm từ lúc nào. Không gian tĩnh lặng đến rợn người, một bầu không khí ma quái bao phủ khắp nơi, giống như đang lạc vào một thế giới khác mọi người đều lắng tai nghe những âm thanh dù là nhỏ nhất mắt thì ráo rát nhìn khắp nơi bỗng nhiên từ dưới con sông một luồng khói đen mờ ảo dần dần tụ lại thành một khối luồng khói đen ấy cứ lấn tới dần dần rồi bao phủ toàn bộ khiến mọi người không thể nhìn thấy gì nữa trong cái không gian mờ ảo ấy dần hiện ra hai con mắt đỏ rực với hình thù to lớn nhưng không có hình hài cụ thể những người can đảm cứ tròn mắt ra nhìn chằm chằm miệng há ra cứng đờ như pho tượng những người nhát gan như mẹ anh thì nhắm nghiền mắt lại và tay chân thì bấu chặt vào người bên cạnh gió nổi lên dữ dội khiến cho cây cối nghiêng ngả cùng với những tiếng rít chói tai vang lên trong đầu mỗi người nó giống như một tiếng nói nhưng không ai hiểu cả chỉ riêng ông thầy vẫn đứng đó giơ cái bào thai về phía trước đối diện với hai con mắt đỏ rực Nghỉ lễ đang diễn ra thì bỗng từ đâu xuất hiện hai con chó đen to đùng lao đến đứng phía sau ông thầy sủa lên những tiếng inh ỏi. Những tiếng chu vang lên rợn người, ai cũng bằng hoàng trước cảnh tượng đó. Phải chăng đây là điểm xấu, nhưng dường như mọi thứ ngày càng tệ đi khi gió bắt đầu nổi lên ngày càng mạnh hơn. Luồng gió như muốn hút tất cả những thứ trên bờ xuống dưới nước theo hướng đôi mắt đỏ rực kia ai cũng hoảng loạn nhưng không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng bám víu vào thứ gì đó để không bị lôi đi riêng có anh tôi là ngồi một mình không ai bên cạnh nên bị kéo tới ngày càng gần hơn nhưng mặc dù thấy vậy ông thầy cũng vẫn không thèm bận tâm mặc cho bố mẹ anh gào lên nhờ ông ta giữ anh mình lại nhưng ông ta chỉ chú tâm đến chiếc bào thai trên tay mà thôi cho tới khi anh tôi chỉ còn sát bờ sông vài bước chân nữa thì hai con chó đen lao lên phía trước như cố sức bảo vệ cho anh tôi vậy chúng cứ ngước cổ lên mà chu lên hồi về phần ông thầy cúng nhìn cặp mắt vô hồn của ông ta lúc đó thì ai cũng ớn lạnh dường như ông ta biến thành con người khác vậy khi ông ta không phải đang giúp mà đang đúng hơn là làm hại anh tôi Ông ta quay lưng lại bảo bố anh tôi đập chết hai con chó, nhưng bố anh không đủ can đảm để làm điều đó. Tức giận, ông ta với lấy cục sắt dưới đất, tiến đến định đập vào đầu một trong hai con chó. Thì từ phía sau một người đàn ông lao lên, mọi người nhận ra ngay đó chính là người đàn ông đã cứu anh tôi khỏi chết đuối lần trước. Ông ấy chạy đến đẩy ông thầy cúng ngã nhào xuống đất, khiến cho bào thai trên tay ông ta rơi xuống đất. Ông thầy cúng vội vàng với tay định chụp lấy bảo thai thì người đàn ông lạ móc từ trong túi ra một chiếc hũ rồi mở nắp đổ thứ nước gì đó lên bảo thai. Cứ như là axit vậy, cái bảo thai bỗng bốc khói lên nghi ngút rồi cháy đen. Cùng lúc đó làn khói ma quái kia cũng quằn quại, rít lên một tiếng dài rồi tan biến, trả lại một không gian yên tĩnh nhưng thanh bình anh tôi như tỉnh cơn mê, đứng dậy ngạc nhiên khi nhìn thấy mọi người tụ họp đông đủ ngoài bờ sông cùng mấy người lạ. Nhưng không ai còn tâm trạng giải thích nữa. Chưa kịp đứng lên thì ông thầy cũng đã lùi đi từ lúc nào. Chỉ còn người đàn ông cùng hai con chó là đứng đó, với bao nhiêu câu hỏi dồn dập mà ông ấy nói sẽ trả lời khi vào trong nhà uống tách trà mãi sau này tôi mới nghe kể rằng bản thông ông ấy cũng là một thầy trừ ma diệt quỷ nhưng chỉ gặp những chuyện bất bình mới ra tay giúp. còn lão thầy cúng kia là một tên đạo sĩ chuyên luyện những thứ tà thuật hại người. nếu hôm đó ông ấy không ra tay thì cả nhà anh tôi đã bị hại rồi. bởi những thứ mọi người vừa thấy đó là ma sa, nó không có hình hài cụ thể chỉ có hai con mắt mà thôi. còn về thứ nước trong cái bình dùng để đổ lên cái bào thai đó chính là máu chó mực còn hai mẹ con oan hồn kia thì ông ấy nói sẽ tìm cách siêu thoát cho mẹ con họ họ chỉ quấy phá chứ không làm hại ai cả nghe vậy mọi người cũng an tâm phần nào